Hello thầy, xin chào tất cả các bạn. Trước khi vào bài học ngày hôm nay, xin chúc tất cả các bạn có một tiết học thật vui vẻ và bổ ích. Đừng quên đăng ký và bấm chuông theo dõi để nhận được những bài học tiếp theo các bạn nhé. Thì bài học ngày hôm nay thầy muốn giới thiệu cho chúng ta đó là các bậc chuyển hóa và dấu hóa. Thì mỗi bậc cơ bản của hàng âm có thể được nâng cao hoặc là hạ thấp. Những âm tương ứng với các bậc nâng cao hoặc hạ thấp là những bậc chuyển hóa. Đấy thì sự nâng cao các bậc cơ bản lên nửa cung gọi là thăng, ký hiệu đấy, trên màn hình đây. Nếu nâng cao lên một cung gọi là thăng kép, ký hiệu là x. Sự hạ thấp các bậc cơ bản xuống nửa cung thì gọi là giáng, ký hiệu là chữ b nhỏ. Nếu hạ thấp một cung gọi là giáng kép, ký hiệu là 2b nhỏ. Ví dụ đây là nút đồ, muốn nâng lên nửa cung thì người ta sẽ dùng dấu thăng. Đấy. Còn đây là nút mi, muốn hạ thấp xuống nửa cung thì người ta dùng dấu giáng. Còn đây là nút la. Đấy. Muốn hạ thấp xuống một cung thì người ta sử dụng là dấu giáng kép. Đấy. Bản chất tên gọi của nó vẫn là la. Đánh trên đàn piano chẳng hạn thì chúng ta phải đánh là nốt pha. Đây là nốt son. Khi mà họ muốn nâng lên một cung thì họ sử dụng là thăng kép. Đấy, bản chất tên gọi của nó vẫn là son, nhưng khi chúng ta đánh trên đàn piano chúng ta vẫn phải đánh là nốt si. Đấy. Thì nếu một nốt nhạc đang thăng hoặc là đang giáng muốn trở lại cao độ cơ bản thì người ta dùng dấu hoàn hay còn gọi là dấu bình. Ví dụ đây. Đấy. Thì nâng cao và hạ thấp các bậc cơ bản gọi là hóa âm, hay chúng ta gọi cái khác là các bậc chuyển hóa đấy. Ở ví dụ này thì khi trong một ô nhịp mà nốt đầu tiên đây là nốt pha thăng mà họ muốn trở lại cái cao độ ban đầu của nó thì người ta dùng dấu bình. Đấy, người ta dùng dấu bình. Tiếp theo, ở đây là nốt la giáng mà muốn trở lại bình thường thì người ta sử dụng là dấu bình. Đấy, tương tự bên này thăng kép và giáng kép cũng vậy. Các ký hiệu thăng kép, giáng kép, dấu hoàn hay còn gọi là dấu bình được gọi là các dấu hóa. Đấy. Còn về dấu hóa thì được chia làm hai loại, đó là dấu hóa bất thường. Tức là dấu hóa bất thường này nó đặt trước nốt nhạc và nó có giá trị trong một ô nhịp. Đấy. Ở bất kể một ô nhịp nào. Thứ hai là dấu hóa cố định. Thì dấu hóa cố định thì đặt sau khóa nhạc. Đấy. Tất cả các dấu hóa cố định này đều đặt sau khóa nhạc. Đây là dấu pha thăng. Đấy, đây là dấu pha thăng. Thì tất cả nốt pha trong bản nhạc đây đều phải thăng lên. Thì trong dấu hóa cố định đây thì nó cũng vẫn xuất hiện những dấu hóa bất thường. Đấy. Thì dấu hóa bất thường nó vẫn chỉ có tác dụng ở trong ô nhịp này thôi. Đấy, còn dấu hóa cố định đây thì vẫn là như thế, tất cả các nốt nào, nốt pha ở trong tất cả bản nhạc thì chúng ta đều phải thăng lên. Đấy. Thì chúng ta lưu nhớ cho thầy là như vậy. Tiếp theo thì thầy sẽ giới thiệu thêm cho chúng ta đó là trùng âm. Như trên đã nói, tất cả các nửa cung trong quãng tám đều bằng nhau. Do đó, cùng một bậc chuyển hóa nó có thể là âm nâng cao của bậc cơ bản ở dưới nó nửa cung, hoặc là có thể là âm hạ thấp của bậc cơ bản ở trên nó nửa cung. Đấy, có vẻ đọc thì hơi khó hiểu đúng không? Phần lý thuyết thì hơi khó hiểu thì thầy sẽ giải thích cho chúng ta hiểu. Đây là cùng một bậc chuyển hóa này. Đấy. Chúng ta đọc kỹ này. Nó có thể là âm nâng cao của bậc cơ bản ở dưới nó nửa cung. Đây, ở dưới nó này.
nâng cao cái bậc cơ bản, đây là nốt đô này, đấy, lên nửa cung, đúng không? Nâng cao mà lên nửa cung, hoặc có thể là âm hạ thấp của bậc cơ bản ở trên nó, đây là bên trên nó này, hạ thấp cái bậc cơ bản này xuống nửa cung này, đây là nốt rê này, hạ thấp xuống, đấy, nửa cung ở phía trên nó. Đấy. Còn đây là ở dưới nó lại nâng lên nửa cung, trên nó thì hạ thấp xuống nửa cung. Đấy. Thì đây gọi là trùng âm. Nếu mà đánh trên đàn piano thì đây là cùng cao độ nhưng khác nhau về tên gọi, một đằng là đô thăng, một đằng là rê dàng. Thì thầy tóm lại đó là các bậc hoặc là các âm có cùng cao độ nhưng khác nhau về tên gọi và ký hiệu gọi là trùng âm. Trùng âm có thể xảy ra giữa một bậc cơ bản và một bậc chuyển hóa. Đấy. Ví dụ như sau. Ở đây, thầy xin giới thiệu với chúng ta, nãy thầy quên, đó là khi mà là thăng ký hiệu là IF, ví dụ như là re thăng thì ký hiệu là giờ IF, còn nếu mà thăng kép thì sẽ ký hiệu là giờ IF IF, đấy, hay còn gọi là giờ 2 IF, đấy, thì sẽ bằng nốt mi, đấy, đây là pha, pha thăng kép thì cao độ bằng với nốt son, đấy, thì chúng ta nhớ cho thầy. Tiếp theo, trùng âm có thể xảy ra giữa hai bậc chuyển hóa. Đấy, có hai bậc chuyển hóa. Thì ví dụ đây là pha thăng thì nâng lên nửa cung thì xuống đây thì là gì nhỉ? Son giáng. Cái thì ví dụ như là ở trên thầy nói rồi, đây pha thăng nâng lên nửa cung thì son giáng ở đây thì đây gọi là trùng âm. Đấy. Thì chúng ta vẫn phải ở nốt này thì chúng ta vẫn buộc rồi. Trong ô nhịp đây thì chúng ta vẫn phải gọi đây là nốt pha thăng, còn trong ô nhịp này chúng ta vẫn gọi là son giáng. Mặc dù là cao độ nó bằng nhau. Nhưng mà chúng ta không được gọi là sang ô nhịp này chúng ta không gọi đây là pha thăng được. Sang ô nhịp này cũng thế. Thì ở đây là la thăng. Đấy. Nhưng mà sang đây gọi là si giáng thì ở ô nhịp này không thể gọi lẫn lộn được. Mặc dù là cao độ bằng nhau nhưng mà trong ô nhịp này chúng ta vẫn gọi là la thăng, còn sang ô nhịp này chúng ta vẫn gọi là si giáng. Như vậy, trùng âm tức là các bậc hoặc là các âm có cùng cao độ nhưng khác nhau về tên gọi và ký hiệu. Đấy, tên gọi và ký hiệu. Chúng ta nhớ cho thầy. Như vậy. Rồi, bài học của chúng ta đến đây là kết thúc. Thì hôm nay thầy đã giới thiệu cho chúng ta bài đó là các bậc chuyển hóa và dấu hóa. Đồng thời thầy cũng giới thiệu cho chúng ta trùng âm để làm sao cho chúng ta hiểu. Tránh trường hợp chúng ta lại thắc mắc là tại sao là đây không gọi là đô thăng mà đây là phải gọi là rê giáng. Đấy, còn sau này phải liên quan đến các giọng nữa thì nó sẽ là rộng hơn. Rồi, bài học của chúng ta đến đây là kết thúc. Cảm ơn tất cả các bạn đã đón xem video. Nhớ đăng ký kênh, bấm chuông theo dõi để nhận được những cái bài giảng tiếp theo của thầy, cũng như là ủng hộ thầy bằng chia sẻ cũng như là thả like, thả tim nhé. Rồi, chào tạm biệt các bạn, hẹn gặp lại.